Số Tình Yêu mà Thiện Thông lại chọn một cái bài Em Ơi Nhớ Nhé. Chị nghĩ chắc 4 bạn trong cái phòng trong kia chắc phải nhớ rồi. Có Thiện Thông chắc phải thêm một bạn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đầy đủ chương trình mình ha. Dạ mời bạn Công Tọ. Hai bạn hôm nay hai cái thời trang khác nhau. Một bạn lịch sự áo gọi là gì ta? Ghi lê. Áo ghi lê chứ. Một bạn ở đây bụi bụi, giới thiệu một tí xíu về mình đi. Xin kính chào cô Việt Hương. Dạ chị Việt Hương. Chào anh Trương Thế Vinh và tất cả khán giả có mặt trong trường quay của kênh Số Tình Yêu ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thiện Thông, năm nay mình 30 tuổi, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế, Mộng Mơ. Cô ấy là người anh thương, thương nhiều đến mức chẳng dám chung đường, đành gác lại mối tình của thanh xuân, đón chờ một mối tình của trưởng thành. Chẳng còn những cố chấp của một chàng trai ngoài 20, chẳng còn muốn ràng buộc cảm xúc, chẳng quan niệm đúng sai. Cứ thế tay nắm chặt, bước từng bước qua nhiều bình minh, được không em? Công việc của mình đó là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Can, chuyên đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. Công ty là do mình tự sáng lập và mình là giám đốc kế hoạch của công ty luôn. Còn Công Tọ. Xin chào các mọi người, thì anh tên là Công Tọ, hiện tại là 32 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia tay mối tình gần nhất, anh đã từng tự nhủ, đến một ngày khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, chúng ta sẽ cùng ngồi lại ở nơi nào đó, nhìn nhau bình thản và mỉm cười, ngắm nghía hạnh phúc trong mắt người đối diện. Hy vọng hạnh phúc nơi đáy mắt anh sẽ là cô gái mà anh sắp bắt sống tần số ngay sau đây. Là công việc hiện tại là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản. Rất là trẻ, đẹp trai. Nhất định chị sẽ ráng là mai làm mối cùng với ông Mai Trường Tý Vinh. Và giờ phát sóng của chúng tôi là 21h35 thứ 6 hàng tuần trên HTV 7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến về vị trí để bắt đầu nha. Xin mời. Và bây giờ là cái vòng quan trọng đi tìm tần số. Trọng là 4 bạn gái, mình là con trai, có nhiêu tần số mà phải cho rung động nha. Dạ. Để các bạn nắm được mình nha. Xin mời 4 bạn gái. Thấy cái dáng ngồi thấy ngon lành rồi. Xin sáng công. Mời bạn số 1. Vâng ạ, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng của chương trình và hai bạn nam ạ. Chắc MC quá. Vâng ạ, em tên là Lại Phương, hiện tại em đang 28 tuổi, đang là một nhân viên kinh doanh của một trung tâm triển lãm và hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra em cũng là một người mẫu và MC ạ. Rất là mong rằng hôm nay đến với chương trình ạ. Lúc sáng thì em đi chỉ có một mình thôi và khi về thì sẽ được đi hai mình ạ. Rồi mời bạn số 2. Xin chào toàn thể mọi người và hai bạn trai dễ thương bên kia. Mình tên là Ngọc Anh, mình hiện tại đang là ca sĩ và môi giới bất động sản. Quan niệm trong tình yêu của mình là yêu là phải giúp đỡ nhau để mà càng ngày càng phát triển hơn. Thì mình mong rằng đến đây mình sẽ tìm được cái người nào đó để giúp đỡ mình phát triển hơn, đến cái tuổi 30 thì mình có thể mua nhà được ở thành phố. Là xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mời bạn số 3 ạ. Mình đến từ Hà Nội, hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là kỹ thuật viên bên thẩm mỹ viện. Em ơi, em số 3 em tên gì ạ? Dạ em là San San ạ. Hôm nay nhiêu tuổi đấy ạ? Dạ em 24 ạ. Mời bạn số 4. Em xin chào chị Việt Hương và anh Trương Thế Vinh ạ. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Hương. Năm nay em 22 tuổi và em đến từ thành phố Hà Nội ạ. Em thích đi du lịch, hát và thích coi phim hoạt hình ạ. Trong tình yêu của em thì em chỉ cần một người hiểu em và suy nghĩ cho em là được rồi ạ. Nhưng mà nếu mà các anh có ngại ra Hà Nội á thì cứ để em sẽ tìm tới các anh. Hương cũng chia sẻ với các bạn nữ trong đây là hai bạn của tôi là có công ăn việc làm ổn định. Việc thứ nhất, thứ hai là người ta tới đây kiếm để lấy vợ luôn, vì số tuổi 30 tới 32 tuổi rồi. Cho nên là bạn nào ở trong đó mà có ý muốn thành gia lập thất là cũng phải nói luôn, ra ngoài đây nhà trai của chúng tôi dạ bê sẵn chầu câu, hú một cái là gia đình tôi lật xuống liền nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của bốn bạn gái để biết được cá tính từng bạn như thế nào ha. Xin mời. Thì cô số 2 này đúng như cái lời giới thiệu, gây ấn tượng từ cái ốp lưng. Thông ấn tượng với cái ốp lưng nào? Dạ thưa chị Việt Hương, là em cảm thấy ấn tượng nhất về cái ốp lưng số 4. Số 4? Cái hình hoa văn gỗ đỏ như vậy á. À, dạ. Hoa văn gỗ, dạ. Tinh tế ha. Rồi còn Toại thì ấn tượng như cái nào? Em vẫn ấn tượng nhất là cái ốp lưng của bạn số 2. Đúng không? Nhìn thấy tiền mà chất thành núi mới ghê chưa Vinh ơi. Còn dạ. Em thì em ấn tượng với cái ốp lưng nào? Em ấn tượng với bàn tay bạn số 3. Tại bàn tay đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Bàn tay bạn số 4 cũng đẹp nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình xem cái màn hình khóa được không ạ? Xin mời màn hình khóa. Một lần nữa Toại với lại Thông lại thấy ấn tượng với lại cái màn hình khóa nào? Nếu như mà nhìn vào cái ốp lưng thì em là thích cái ốp lưng của bạn số 4. Nhưng mà nhìn vào màn hình khóa thì em là thích cái màn hình khóa của bạn số 3. Coi bộ bạn Thông này bạn lãng mạn lắm nha. Dạ. Hồi nãy cái ốp lưng thì thích bạn số 4 tại vì là điêu khắc gỗ. Nhưng mà bạn số 3 mở màn hình khóa lên thì đẹp quá. Hoa đây là hoa gì bạn ha? Dạ hoa lan ạ. Em vẫn thấy ấn tượng với số 2. Vẫn thích số 2, kiên trì. Bạn số 2 ơi, hai bé đó là ai vậy ạ? Dạ là cháu của em ạ. Nít nó vô tư chụp tấm hình y hình mẫu. Dạ em cho em hỏi anh Tài là bao giờ anh có ý định lập gia đình à? Đúng như là nãy chị Hương nói luôn á, là đến cái tuổi này thì có thể là phải cưới gấp rồi đó. Tìm hiểu được là cưới liền. Đúng rồi. Sao không nói mình nôn kia ta? Gấp dữ vậy? Ta 32 rồi, còn gần 40 như em rồi bỏ qua luôn rồi. Có chị nói tội em thì em nhỏ khá lắm. Em tưởng là 20 luôn chứ. Cho em hỏi hai anh là có thích con nít không ạ? Anh thích cực kỳ luôn em. Còn Thông? Mình khi có 3 đứa con nuôi. 3 đứa con nuôi. Trong đó có một đứa con nuôi là tên của nó là do chính em đặt luôn. Vậy hả, tên gì em? Dạ tên là Hoàng An ạ. Hoàng An. Dạ. Những cái đứa nhỏ này á là con của những cái bạn thân của em nhận nuôi và em xem nó như là con cái của mình. Thường hay tổ chức đi chơi chung gặp mặt nhau, em cũng có chia sẻ và dạy dỗ những cái đứa đó những cái chuyện nhỏ thôi. Vậy là con đỡ đầu thôi. Dạ. Anh có một cái chuyện muốn chia sẻ đó là trong gia đình của anh á, thì trong gia đình của em á thì em là cháu trai độc nhất, cả bên nội bên ngoài thì chỉ có một mình em là cháu trai thôi. Con trai một, nội ngoại hai bên chỉ có một mình Thông. Dạ. Cho nên là em không biết là liệu kìa bạn gái số 2 bạn có cảm thấy áp lực không nếu như mình phải về làm dấu ở một cái gia đình như vậy, có cái đặc thù như vậy? Mời bạn số 2 trả lời. Dạ không anh, nếu mà để mình thương nhau mà mình dụ như là mình đi theo chồng mình rồi thì giống như là nhập gia thì tùy tục á, thì mình phải biết chu toàn là hai bên gia đình. Cho mình hỏi bạn số 1 nha, hình như là bạn thích đi du lịch lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ, em rất là thích đi du lịch ạ. Cảnh này bạn tự chụp hay là bạn lấy ở đâu về? Cảnh này thì em lấy ở trên mạng, nhưng mà hiện tại em rất là thích biển. Ở những cái lúc mùa buồn á thì em rất là thích đi du lịch, cũng như rất là thích ngồi ở dưới biển để mà cảm giác cho mình cảm giác thoải mái hơn ạ. Nghe có vẻ lãng mạn hả? Và anh có thể cho em hỏi chút xíu là anh đã từng đi biển ở đâu chưa ạ? Quê anh là biển luôn rồi. Quê em là cũng biển luôn á anh. Quê em ở đâu? Dạ ở Phú Yên ạ. Gốc em ở đâu vậy? Dạ em ở Cà Mau. Phú Yên. Dạ. Cà Mau. Rước dâu ngon à, phải ghé thành phố Hồ Chí Minh cái gặp tụi tôi cái nha. Mời chị uống cà phê. Đúng rồi. Phú Yên có một cái bãi biển rất đẹp đó là Gành Đá Dĩa hả em? Dạ đúng rồi ạ, Gành Đá Dĩa ạ. Đẹp lắm em. Dạ rất là đẹp ạ. Nếu mà có dịp thì em cũng rất là muốn mời hai anh chị và ba bạn nữ và cũng như hai bạn nam ghé ở Phú Yên ạ. Mình xem cái màn hình rồi mình cũng chưa có hiểu họ lắm. Bây giờ cho xem cái sau khi mở khóa mình coi bạn số 1 trước đi ạ. Bạn gạt qua ngang qua cho mọi người nhìn coi bạn sắp xếp cuộc sống như sao. Xinh quá trời. Nhưng mà như vậy lộ mặt không? Dạ hình ảnh này là của chị Tư Cẩm Ly ạ. Là một một ca sĩ mà em rất là thần tượng ạ. Trời ơi chị Cẩm Ly ơi, chị Cẩm Ly. Anh nãy vừa mới chiếu màn hình ra ai của nó sao đẹp quá. Dạ đó là chị Ly. Dạ hai anh có thể cho em hỏi một câu ạ? Em thì rất là thần tượng chị Cẩm Ly, còn hai anh thì có thần tượng một cái ca sĩ nào không ạ? Thần tượng chị Việt Hương em. Đúng chuẩn luôn. Em nghĩ chị Việt Hương là thần tượng quốc dân thôi, ai cũng thích chị Việt Hương cả. Sao xạo á, phải ngồi đây nói vậy em, chứ thật ra thích Cẩm Ly lắm. Và hai anh có thể cho em hỏi thêm một chút xíu đó là thể loại nhạc mà hai anh thích là gì được không ạ? Anh thì thích nhất là bolero. Dạ. Tại vì ở dưới miền Tây á. Dạ. Thì một là bolero, hai là cải lương thôi. Không biết là em công việc của em có gì mà em dùng cái thước đo nhỉ? Hiện tại công việc chính của em là một nhân viên của trung tâm triển lãm cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Nếu mà cô dâu chú rể mình đặt tiệc á thì sẽ xem kích thước sẵn bên em, cũng như là xem về các cái mẫu trang trí á, thì em sẽ sử dụng những cái tính năng này để phục vụ cho công việc của mình. Có thể cho tụi anh coi những cái hình mà trong công việc của em được không? Dạ được. Nhớ là những cái hình mà đừng có mặt kìa. À hình gia đình kìa. Dạ. Hình hồi nhỏ cũng được. Đây là hình lúc nhỏ của em. Trời ơi. Hai anh có thể cho em hỏi một câu nữa là lúc thời gian rảnh rỗi thì hai anh sẽ làm gì ạ? Khoan em cất cái hình đi, em nuốt nước miếng. Em cũng đang đổi là bạn ơi, đặc thù công việc của anh phải làm việc rất là dài, từ 7-8 giờ sáng cho đến có khi đến 9-10 giờ đến về, chỉ có nghỉ được khoảng tầm khoảng 1-2 tiếng rồi lại phải lao vào đầu vào công việc tiếp, bởi vì cái áp lực của một người đứng đầu. Với cái tính chất công việc của anh là khá là bận như vậy thì nếu mà anh có bạn gái thì anh sẽ sắp xếp công việc cũng như là dành thời gian cho bạn gái của mình như thế nào ạ? Đối với anh, ai cũng chỉ có một ngày cũng 24 tiếng thôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là vì thương nhau, vì nhau mà dành thời gian cho nhau. Nếu như anh có bạn gái thì kể cả bạn gái có ở xa hay như thế nào nữa, anh vẫn sẽ cố gắng sắp xếp. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn có thể dành ra thời gian, anh làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu thôi, và tối thứ Sáu anh sẽ bay vào thì luôn ở chơi với em thứ Bảy Nhật, và thứ Hai em về lại. Nói câu này chịu. Còn nói gì nữa, kèo cứng rồi. Bây giờ cho tôi xem màn hình của bạn số 2 đi ạ. Lướt qua bằng Ngọc Anh, này ba mẹ hai em. Dạ đúng rồi chị Việt Hương. Đây là ba mẹ. Này là kỷ niệm ngày cưới hay là ngày cưới ạ? Cái này là đám cưới của chị gái em ạ. À, ba mẹ đi làm xuôi. Dạ. À, gả chị, mẹ xin vậy là em phải xin rồi. Ôi trời đất ơi, cái list nhạc cái gì đâu mà. Cái list nhạc đụng ngay cái gu của em luôn. Em là rất thích cái sự Lệ Quyên. Mà nghe hình như là nhạc sầu không luôn nè. Có bao giờ có bồ chưa? Dạ em có rồi. Có thất tình không, sao nghe nhạc buồn không vậy? Dạ. Đúng như vậy. Em thích nghe nhạc buồn chị Việt Hương. Dạ, giống em. Kể cả lúc em không có cái gì buồn cả, em cũng thích nghe nhạc buồn thôi. Vì đó, theo em nghĩ đó là một cách tốt nhất để mà nuôi dưỡng tâm hồn mình. Em phải về đội của anh, đội U Sâu. Tím Huế rồi ha. Chiều buồn mưa lất phất rồi. Dạ đúng rồi. Xong rồi người bồ ngồi tóc xõa dài dài, mặt buồn buồn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, chị buồn lắm. Chị ở ngoài đó đóng phim tháng thôi, chị xin về á. Tại vì trời mưa buồn lất phất em. Về Cà Mau.